Raticul với cảm giác mát lạnh chứa thành phần dichlorobenzene, alcohol, amimetacrezone. Không dùng Raticul cho người có mẫn cảm bất kỳ thành phần nào của thuốc và thận trọng khi dùng cho trẻ nhỏ. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Raticul dùng trong điều trị viêm họng.